Kính thưa quý vị, biểu tình chống Nhật Bản tiếp tục tại thủ đô Bắc Kinh. Tin từ Bắc Kinh, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục ở phía trước Đại sứ quán của Nhật Bản tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày hôm nay, sau một cuối tuần với nhiều cuộc biểu tình thường xảy ra bạo động trên khắp đất nước để phản đối việc Nhật Bản mua các hòn đảo tranh chấp. Một nhóm gồm vài chục người tuần hành với cờ của Trung Cộng và biểu ngữ, trong khi cảnh sát theo dõi chặt chẽ. Hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã được tăng cường để bảo vệ cửa của Đại sứ quán Nhật Bản. Các cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực ở một số các thành phố trên khắp Trung Cộng vào cuối tuần qua. Cảnh sát đã phải sử dụng bình xịt hơi cay và vòi phun nước để giải tán hàng ngàn người biểu tình tấn công cảnh sát tại thủ đô Bắc Kinh. Người biểu tình đã bao vây Đại sứ quán, ném đá, trứng và chai về phía Đại sứ quán. Các cuộc biểu tình đã bùng phát sau khi Nhật Bản quyết định mua quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư từ một chủ sở hữu tư nhân Nhật Bản. Hôm thứ Sáu vừa qua, Bắc Kinh tuyên bố rằng Trung Cộng đã gửi 6 tàu hải giám tới quần đảo này. Nhiều người biểu tình đã kêu gọi Trung Cộng tuyên chiến. Tuy nhiên, cũng có nhiều người phản đối bạo lực và hy vọng tìm ra một giải pháp hòa bình. Người biểu tình đã cướp phá các cửa tiệm, tấn công xe hơi và các nhà hàng Nhật Bản tại ít nhất 5 thành phố ở Trung Cộng. Thủ tướng Nhật Bản ông Yoshihiko Noda đã kêu gọi Bắc Kinh bảo đảm an toàn cho người và tài sản của Nhật Bản.